ta sẽ chọn câu 25. Phương trình hóa học nào sau đây là sai? Các bạn lưu ý nhá. NH4NO3 nhiệt phân tạo thành NH3 cộng với H2O3 là sai hoàn toàn luôn. Bởi vì NH4NO3 thì N trong này thì số xóa của nó sẽ là -3. Còn N dương 5 đúng không? Thì nó không thể là về N -3 xong đây là N dương 5 được, mà đây nó sẽ ra phản ứng tự oxy hóa khử. Để tạo thành gì? Để nó sẽ tạo thành N2O cộng với lại H2O, đúng không ạ? Vậy sai ở đây là A nhá các em nhá. Sai ở đây là A. Chúng ta đang chữa phần nitrogen. Câu 30, so sánh phân tử ammonia với ion. So sánh phân tử ammonia với ion ammonium. Nhận định nào sau đây là đúng ạ? Đấy, so sánh hai phân tử này thì mình sẽ thấy nhận định nào sau đây là đúng. Thì ta sẽ thấy rằng đều chứa liên kết ion, đều chứa tính axit yếu là sai. Ammonia thì không có tính axit yếu, ammonia nó là tính bay yếu. Đều có tính bay yếu trong nước thì ion ammonium thì tính axit yếu nên sai tiếp nhá. Đều chứa nguyên tử N có số xóa là -3 này chính xác. Ammonia NH3 là -3. Ammonium là NH4 cộng cũng là -3. Vậy D là chính xác. Ok chưa? Câu 31 ạ. Chất nào sau đây là muối ammonium? 31 chất nào sau đây là muối ammonium? Thì muối ammonium là muối NH4Cl. B. Câu 32, để nhận ra sự có mặt của ion ammonium có thể dùng hóa chất nào dưới đây? Thì các bạn phải hiểu bản chất nhá. Bản chất nó quyết định tất cả. Nhận biết ion ammonium là NH4 cộng thì chúng ta thường cho nó tác dụng với ion OH trừ để tạo thành NH3. NH3 này bay lên nhá, có mùi hơi khai hoặc là làm xanh quỷ tím ẩm, được chưa? Hoặc là làm dung dịch phenol phthalein chuyển thành màu hồng, được chưa? Vì vậy nên ở đây ta có thể sử dụng hóa chất là NaOH. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu 33, cho từ từ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH đun nóng nhẹ, hiện tượng xảy ra. Thầy vừa phân tích ở bên trên luôn, đúng không ạ? Thầy vừa phân tích ở bên trên luôn. NH4 cộng, bản chất của phản ứng nó sẽ là NH4 cộng cộng với lại OH trừ để tạo thành NH3 cộng với lại H2O. Vậy thì ở đây của chúng ta nó sẽ là gì? Nó sẽ rằng là có khí mùi khai bay lên, không có kết tủa gì đâu ạ, chỉ có khí mùi khai bay lên thôi. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D. Câu 34, phát biểu không đúng. Phát biểu nào không đúng? Các bạn lưu ý nha, phát biểu nào không đúng ạ? Hầu hết các muối ammonium đều dễ tan trong nước, đúng. Hầu hết các muối ammonium khi tan trong nước đều điện ly hoàn toàn thành ion, chính xác. Dưới tác dụng của nhiệt, muối ammonium phân hủy luôn để tạo ra sản phẩm ammonia và axit, sai. Sai bởi vì đây, chúng ta vừa có cái phản ứng NH4NO3 nhiệt phân tạo thành N2O cộng với lại H2O, đúng không? Thế thì cái phản ứng này thì nó đâu có sinh ra là ammonia và axit đâu. Nó tùy từng thằng mới sinh ra được ammonia và axit thôi. Nên câu 34 không đúng là C. Câu 35, khi nói về muối ammonium phát biểu không đúng là, khi nói về muối ammonium thì phát biểu không đúng là muối ammonium dễ tan trong nước, đúng. Ammonium trong nước là chất điện mạnh, đúng. Mọi muối là chất điện mạnh. Ammonium kém bền nhiệt, đúng. Dung dịch muối ammonium có tính bay, chưa chính xác. Tại sao thầy lại nói là dung dịch muối ammonium có tính bay lại chưa chính xác? Thầy lấy ví dụ NH4 hai lần CO3, đúng không? Thì nó điện ly hoàn toàn ra NH4 cộng và CO3 2 trừ, đúng không? Như NH4 cộng thì em biết là NH4 cộng nó có khả năng tác dụng với OH trừ để tạo thành NH3 cộng với H2O. Vậy đây là thể hiện tính axit, đúng không ạ? Tùy với từng tác nhân thì nó thể hiện tính khác nhau. Vì vậy nên ý sai của chúng ta ở đây đó là ý D, các em nhé. Câu 36, chất nào dưới đây nhiệt phân không thu được khí NH3? Câu 36 á, chất nào dưới đây nhiệt phân không thu được khí NH3? Lưu ý từ là không thu được khí NH3 nhá. NH4Cl nhiệt phân thu được NH3, NH4HCO3 thu được NH3, NH4 hai lần CO3 nhiệt phân thu được NH3. Vậy nhiệt phân mà không thu được NH3 thì nó là NH4NO3. Do NH4NO3 nhiệt phân thì mình thu được gì ạ? N2O cộng với H2O, không thu được NH3. Vậy sai của chúng ta là D. Sai chúng ta là D. Ok chưa? Câu 37 ạ. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây. Câu 37, tiến hành thí nghiệm theo các bước sau đây. Bước 1, nạp đầy khí ammonia vào bình trong suốt, đậy bình bằng nút cao su của ống thủy tinh vứt nhọn xuyên qua.
Bước 2, nhúng đầu ống thủy tinh vào chậu thủy tinh chứa nước, pha thêm dịch phenol và phtalein. Cái này thì đã cho chúng ta theo dõi thí nghiệm rồi. Thì hiện tượng của chúng ta là gì ạ? Ở bước 2, một lát sau nước trong chậu phun vào trong bình thành những tia có màu hồng. Cái này đúng. Ý 2, phenol và phtalein chuyển thành màu hồng chứng tỏ dung dịch có tính axit là sai. Dung dịch phải có tính bay nhá. Sai. Khí ammonia tan nhiều trong nước làm giảm áp suất trong bình và nước bị hút vào bình. Chính xác. Nếu thay khí NH3 bằng khí HCl thì hiện tượng bước 2 sẽ đã tương tự. Sai. Nếu thay bằng HCl thì nó đâu có làm đổi màu phenol và phtalein đâu. Đúng không? Phenol và phtalein thì nó chỉ bị đổi màu của thằng bay thôi. Vì vậy nên là sai. Thí nghiệm để chứng minh ammonia là một chất có tính khử mạnh là sai. Có tính tan trong nước tốt và có tính bay. Được chưa? Vậy số phát biểu đúng của chúng ta chỉ có hai cái thôi. Là thằng số 1 và thằng số 3. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. Câu 38. Khi cho dung dịch NaOH và dung dịch NH4Cl đun nóng thì thấy thoát ra. Cái này mình vừa phân tích xong, đúng không? OH trừ cộng với lại NH4 cộng thì tạo thành NH3 cộng H2O thì ta sẽ thấy là thoát ra một khí không màu mùi khai làm xanh quỷ tí mẩm. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 39, 39 này viết phương trình. Nhiệt phân hoàn toàn M gam NH4NO3. NH4NO3. Mình nhiệt phân ấy thì mình thu được N2O cộng với lại H2O. Đề bài yêu cầu xác định giá trị của M 4,958 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy ta tìm được số mol khí này. 4,958. Ta có 4,958 chia 24,79 bằng 0,2 mol. Được chưa? Vậy số mol khí chúng ta là 0,2 mol. Thì khí ở trong này thì nó là chỉ là N2O thôi, còn H2O được tính là hơi nhá, 0,2 mol ạ. Vậy ngay tức mình suy lại được số mol của NH4NO3 là bằng 0,2 mol. Từ đó mình tìm được khối lượng nhá, từ đó mình tìm được khối lượng là 0,2 nhân phân tử khối mở ngoặc đơn 14 là N này, cộng với có 4H này, cộng với NO3 là 62 này, N là 14, O là 16 nhân 3 mà 62 này, bằng này 16 gam. Vậy đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Các bạn lưu ý, đây là một cái câu về tính toán ở trong cái chương nitrogen rất là quan trọng. Được không ạ? Ok. Tiếp tục nhá các em nhá. Chúng ta sẽ sang câu tiếp theo, câu số 40, một câu rất là hay. 40 một câu rất hay. Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp muối NH4HCO3 và NH42 lần CO3. Nhiệt phân NH4 HCO3 và NH4 2 lần CO3. Nhiệt phân thì thu được hỗn hợp khí và hơi. Thu được hỗn hợp khí và hơi. Trong đó CO2 chiếm 3% về thể tích. Khí và hơi chúng ta chắc chắn thu được NH3 này, CO2 này, H2O này. Đúng không ạ? Thì trong đó CO2 chiếm 30% về thể tích. Căng đấy. Thế thì bây giờ mình cứ đặt đi. Mình đặt giả sử như CO2 của mình chiếm 30% về thể tích. Thế thì bây giờ làm này cho dễ này. Đề bài hỏi chúng ta là tỷ lệ số mol tương ứng với gì? Của NH4HCO3 đúng không? Và NH4 2 lần CO3. Thế mình đặt đi. Mình đặt NH4HCO3 của mình là 1 mol. Thì NH4 2 lần CO3 của mình là A mol được không? Tí thì mình đi tìm xem 1 chia A thì bằng bao nhiêu. Được không ạ? Thế giờ mình bảo toàn N. Bạn nhìn kỹ nhé, kỹ thuật này, bảo toàn N này. NH4HCO3 để sinh ra cho mình có một thằng NH3 thôi. NH4 2 lần CO3 cho mình hai thằng NH3 đúng không? Cộng 2A. Tiếp theo mình đi bảo toàn C. Bảo toàn C thì NH4HCO3 cho mình một thằng C, thế là cho ra một thằng CO2. Thằng NH4 2 lần CO3 cũng cho mình một thằng CO2 nữa, vậy là cộng A. Bây giờ cuối cùng là H2O. NH4HCO3 nhiệt phân ra thì cho mình một H2O, đúng không ạ? Vậy là cũng một. NH4 2 lần CO3 thì nhiệt phân cho mình mấy H2O? Đây mình viết phương trình này cho các bạn dễ nhìn. NH4HCO3 nhiệt phân thì thu được NH3 cộng với CO2 cộng với H2O. Được chưa? Ok nhá. Thế tương tự NH4 2 lần CO3 nhiệt phân ra thì cho mình 2 lần NH3 cộng CO2 cộng H2O. Được không ạ? Vậy thì H2O đây sẽ là 1 cộng A. Ok chưa? Vậy này, tại đây này, CO2 chiếm 30% về mặt thể tích.
CO2 chiếm 30% về mặt thể tích. Thế bây giờ mình đi xác định thôi, câu chuyện đơn giản nhỉ. Ta sẽ có 1 cộng A chia cho tổng số mol này, 1 cộng 2A cộng với 1 cộng A cộng với 1 cộng A bằng 30% là bằng 0,3. Và bây giờ mình bấm máy tính mình sẽ tìm được A, đúng không ạ? Ta sẽ có 1 cộng alpha A chia cho 1 cộng 2 alpha A cộng 1 cộng alpha cộng 1 cộng alpha alpha bằng ấy, bằng ở bên trên alpha bằng bằng bao nhiêu đây? Đề bài cho ta bằng 0,3. 0,3 ship slow bằng luôn A bằng 0,5. A bằng 0,5. Với A bằng 0,5 vậy tỷ lệ nó là 1 chia 0,5 thì chính bằng là 2 chia 1, đúng không ạ? Vậy tỷ lệ số mol tương ứng của chúng ta là 2 chia 1, các em nhé. Một câu rất là hay, rất là dễ ạ. 2 chia 1, đáp án đúng là đáp án C. Câu 41 ạ. Có thể nhận biết muối amonium bằng cách cho muối tác dụng dung dịch kiềm để thoát ra một chất khí, khi đó là. Mình cứ nhẩm lại viết phương trình này chẳng bao giờ thừa. Cộng với OH trừ tạo thành NH3 cộng với lại H2O. Vậy khí đó là khí NH3, các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A. À.